Đăng cái clip họ đăng họ làm kiểu là ấy đấy, câu tiền câu view thì họ quay khác, đây quay trực tiếp nó khác coi nha. Đấy nhà bọn Phúc rồi các bác này, nhà anh Thới này bên dưới cơ, hôm nãy vừa bên dưới lên rồi. Thôi hẹn các bác trèo đi, trèo em sẽ đưa các bác xuống đây chơi nhá, trèo đưa xuống nhà bác Thới chơi nhá. Còn bây giờ thì em không xuống nữa. Hẹn các bác phiên này tiếp theo đi. Hơn cái nào xấu hơn cả, nó cùng một bản vẽ, nó cùng một thiết kế, nhưng mà vị trí thì nó ở khác nhau thôi. Đây quay lại căn nhà bạn Phúc này, sắp xong hết rồi các bác nhé. Hôm trước các bạn nhầm, bạn cũng vào xem thì bạn lại đổi tên nên thành ra là không chưa nhận ra là bạn nhầm. Bạn bảo quay lúc đấy lại đi sắp xuống live rồi, chưa nhận ra. Thì căn nhà bạn Phúc với bạn nhầm thì nó giống nhau, gần nhau thôi các bác ạ. Đấy, trách nhau một căn nhà thôi, còn như đúng căn thì nó là căn 27 với căn nhà bạn nhầm nó đối diện nhau. Ok các bác, bây giờ em sẽ đi di chuyển lên trên nhà trên nhá, nhà bốc thăm các bác nhá. Nhà được bốc bà con làng Lủ là được bốc thăm để chọn vị trí nhà cho từng căn hộ các bác ạ.